23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Lara đã lên đường, để lại một khoảng trống không dễ lấp đầy trong lòng bác sĩ Zhivago và bà Ustina. Họ luôn hy vọng nữ y tá xinh đẹp sẽ trở lại đất Melunet, nhưng cô hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của họ. Cũng chính trên mảnh đất này, một cuộc nổi loạn của binh lính tại nhà ga đã diễn ra. Vì viên Gieser với lời lẽ thiếu khôn ngoan đã khiến quân phiến loạn tại trung đoàn 22 nổi giận. Họ đuổi theo vị ủy viên trẻ tuổi và nổ súng giết hại anh ta. Trong thời gian đó, bác sĩ Zhivago cũng lên một chuyến tàu địa phương trở về Moscow. Trong đám đông nhốn nháo, chàng may mắn tìm được chỗ ngồi và ở cùng ăn với một hành khách kỳ lạ. Những quan điểm bảo thủ và giọng điệu cao ngạo của người thanh niên khiến Zhivago nhiều lúc không chịu nổi. Chàng lại chìm vào những suy nghĩ trăn trở riêng tư về cuộc sống và hạnh phúc. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak qua giọng đọc Minh Nguyệt. Gọi điện thoại cho Kolia, yêu cầu xếp cho bác sĩ một chỗ tử tế trên tàu. Nếu không, bà sẽ đưa ra ánh sáng những chuyện chẳng hay ho gì của cậu ta. Vừa trả lời bà Fleury, Kolia vừa theo thói quen nói điện thoại với người khác, và căn cứ vào các số thập phân đầy dễ trong lời lẽ của ông ta, thì ông ta cũng đang đánh điện tín bằng mã số đến một địa điểm thứ ba. Peskov, cô một sếp, con nghe thấy không? Tụi phía loạn nào? Bàn tay nào? Bà Valerie, bà nói gì vậy? Địa đặt, đoán mò. Thôi, bà bỏ ông ngay xuống đi, đừng quấy rầy tôi. Verscott, nghe rõ chứ? Verscott, cô một phép. 36,0015. Ôi, cháu má thật, cái bằng bị đứt mất rồi. Hả? Hả? Chẳng nghe thấy quái gì cả. À, bà Flory, lại bà đấy à? Tôi nói rõ ràng với bà rồi, không thể được, tôi chịu. Bà hỏi ông Provokinelli, địa ạ, đoán mò. 36, trời đất. Bà ơi, để tôi yên nào, đừng có quấy rầy. Bằng thứ tiếng Nga sạc đầy, bà Flory bảo cô La đại loại thế này. Cậu đừng có mà đánh trống lảng, đoán mò mẫm cái gì. Cốp cốp với chàng tích tích, tôi thì vạch rõ cái chân tướng của cậu ra. Ngày mai, cậu phải lo chỗ ngồi cho bác sĩ trên tàu. Thì rồi tôi sẽ không nhắc đến những đứa sát nhân, những thằng Giuda phản bội nữa. Trời nặng trĩu khi Zhivago ra đi, cũng như hôm kia lại sắp có dân. Những ngôi nhà nhỏ vách tích và bầy ngỗng ở các xóm ga vương vãi vô số hạt thướng dương đã nhằn, đang trắng lên sợ hãi dưới cái nhìn bất động của bầu trời đen sắc có dân. Hai bên hông nhà ga có một cái bãi rộng, cỏ ở đấy bị dẫm nát, người ta tụ tập đông như kiến, kín cả bãi. Đã bao tuần lễ, họ chờ tàu đi các nơi. Có những cụ già mặc áo vải thô màu xám, dưới ánh nắng gắt, cứ đi từng túp này sang túp khác, nghe các lời đồn đại, nghe tin tức. Những cậu bé khoảng 14 tuổi, lầm lì, chống khuỷu tay nằm nghiêng, cầm một cành cây đã vặt trụi lá, như thể các cậu đang chăn gia súc. Những đứa em trai gái của chúng áo tóc ra để hở cả đôi mông vàng hồng. Những bà mẹ ôm con ngồi duỗi thẳng chân dưới đất. Đứa con cứ nép mình giữa các nếp áo bầu nâu bằng vải thô bị kéo lệch cả vạt. Khi súng bắt đầu nổ, bọn họ chạy tan tác như một đàn cừu, không thích súng đạn mà lại. Ông Zepka Povarenki khó chịu kể với bác sĩ Zhivago, trong khi hai người len lỏi theo đường chữ chi
giữa những hàng người nằm ngổn ngang trước các cửa ra vào và trên nền nhà ga. Thoáng một cái, bọn họ đã chuồn sạch. Người ta lại được trông thấy mẫu đất kia mừng ơi là mừng. Chẳng là suốt 4 tháng nay, nó đã bị dẫm nát bởi 8 người kia, khiến ai đấy quên khuấy nó đi. Đấy, anh ta nằm chết ở chỗ này này. Thật kỳ lạ, trong chiến tranh, tôi đã gặp biết bao cảnh ghê sợ, tưởng phải quay đi rồi. Thế mà trước cảnh ấy, trông thảm thương quá. Tôi chính là hết sức vô nghĩa lý. Vì lẽ gì cơ chứ? Nào, anh ta đã làm điều gì xấu với chúng? Không biết chúng nó có còn là giống người nữa không? Nghe đâu, anh ta là con cưng trong gia đình. Bây giờ thì ông quẹo phải. Đúng rồi, mời ông đi thằng này, vào phòng làm việc của tôi. Tôi khuyên ông chớ đi chuyến tàu này, rồi ông bị chen bẹp ruột mất thôi. Tôi sẽ xếp chỗ ngồi cho ông trên một chuyến tàu khác, tàu địa phương. Chúng tôi đang thu xếp chuyến tàu đó, cũng sắp chạy rồi. Nhưng xin ông chớ hở ra với ai một câu nào cả, khi ông chưa bước lên đó, kẻo trước khi tàu chạy, họ sẽ trẻ xác ông ra. Nếu ông không biết giữ mồm giữ miệng, đêm nay đến Tsukiji ông phải đổi tàu. Khi chuyến tàu không được báo trước ấy đã nối xong toa và đang chạy giật lùi từ xưởng để vô vào ga, tất cả đám đông phủ kín bãi cỏ lập tức kéo ùa về phía đoàn tàu đang thong thả đi giật lùi kia. Như những hạt đậu, họ lăn xuống bờ dốc rồi leo lên đường sắt. Họ xô đẩy nhau, người thì trèo lên chỗ đệm giữa hai toa và các bậc lên xuống. Kẻ thì leo qua các cửa sổ, con người leo lên cả nóc tàu. Trong chớp mắt, tàu chưa đỗ đã chật ních, và lúc nó tới sân ga, thì từ trên xuống dưới đã có từng chủ người bám chung quanh. Bác sĩ Zhivago leo lên được một đầu toa đã là sự lạ, lại còn vào được trong hành lang toa, chẳng hiểu bằng cách nào, và chàng ngồi trên bọc hành lý của mình ở hành lang mãi đến tận ga Tsukinichi. Những đám mây sông đã tan từ lâu. Những cánh đồng tràn ngập ánh nắng như thiêu như đốt, với tiếng dí, tiếng muỗng kêu không biết mỏi, cắt cả tiếng tàu chạy. Hành khách đứng ở chỗ cửa sổ che lấp ánh sáng của những người khác. Những cái bóng của họ dính liền 2-3 cái là một, ngả dài trên các ghế ngồi và các vách ngăn. Ở trong toa không đủ chỗ, lại còn chui qua cửa sổ phía đối diện và cùng nhảy cả tưng với bóng cả đoàn tàu đang chạy in trên nền đường phía bên kia. Chỗ nào cũng nghe tiếng ồn ào, hát hò, chửi bới, chơi bài ầm ĩ. Ở mỗi ghe, tiếng ồn ào bên trong lại phụ thêm tiếng huyên náo của dân chúng bên ngoài đang vây quanh đoàn tàu. Những tiếng om sòm làm váng cả tay như một cơn bão biển. Và cũng như ở ngoài biển, giữa lúc đoàn tàu đang đậu, đột nhiên có lúc im lặng khó giải thích. Lúc ấy, nghe rõ tiếng chân vội vã trên sân ga, sốt sạc đoàn tàu, tiếng chân chạy rình rịch và tiếng cãi nhau chỗ tòa hành lý, tiếng chào từ biệt của những người đưa tiễn đứng đằng xa, cả tiếng gà cục cục và tiếng cây cối rì rào trong vườn cây sen ga. Lúc đó như một bức điện người ta trao cho giữa cuộc hành trình, hoặc như một lời chào mời từ Melusev gửi đến, có một mùi thơm quen thuộc như dành riêng cho bác sĩ Zhivago đã lọt qua cửa sổ và trong toa, mùi hương kiêu hãnh và kín đáo phản phất từ đâu đó trên cao đưa xuống, không giống như mùi hoa ngoài đồng hay trong vườn. Vì quá chật chội, bác sĩ Zhivago không thể len ra chỗ cửa sổ, nhưng chẳng cần nhìn, chàng cũng hình dung được những cây tỏa ra mùi hương đó. Chắc chúng phải mọc sát đâu đây và đang xóa xuống mái toa những cành lá um tùm, phủ lớp bụi dày như đêm tối trên những cánh lá lốm đốm, các chùm hoa hình sao, nhấp nhánh. Suốt dọc đường cứ tiếp tục như thế, chỗ nào cũng tiếng người lao sao, chỗ nào cũng những cây đang ra hoa. Mùi hương tỏa ra khắp chốn ấy như muốn vượt trước đoàn tàu chạy trên miền Bắc, như một tin mừng bay qua các nhà ga, các trạm gác, các nơi tàu đỗ, và đến chỗ nào hành khách cũng bắt gặp nó lan đến. Có thực. Đêm ấy ở Tsukinichi, một bác phu khuôn phát cư xử theo lối dư rất tử tế đã dẫn bác sĩ Zhivago đi qua những tuyến đường ray tối mờ lên cửa sau một toa hạng nhì của chuyến tàu vừa đến, một chuyến tàu không được thông báo trên bảng giờ tàu. Bác phu khuôn phát vừa dùng chìa khóa mở cửa toa và ném bọc đồ của bác sĩ Zhivago lên đầu toa đã thử rằng co một hồi với tay nhân viên kiểm soát. Ông này nhất định bắt cả hai người phải xuống ngay. Sau nhờ bác sĩ nói khéo,
ông ta mới bỏ đi và biến mất hút như có phép độn thổ. Chuyến tàu bí ẩn ấy có một mục đích đặc biệt, chạy nhanh và đỗ rất ít thời gian. Hình như không một đơn vị bảo vệ, trong ta có thể đi lại được thoải mái. Ngăn bác sĩ Zhivago bước vào có một cây nến đã cháy hết một nửa, cắm trên chiếc bàn con. Ngọn lửa nến chập chờn theo luồng gió lọt vào qua chiếc cửa kính đã hạ thấp. Cây nến là của người hành khách duy nhất trong ngăn. Đấy là một thanh niên tóc vàng, cứ nhìn chân tay anh ta dài lòng thòng và cử động quá ư dễ dàng ở các khớp, y như các bộ phận đã nới ốc của một đồ vật có thể thắng lắm. Cũng có thể đoán anh ta chắc là rất cao. Anh ta đang ngồi ưỡn người thoải mái trên đi văng gần cửa sổ. Thấy Zhivago vào, anh ta lịch sự nhổm dậy, đổi lại tư thế ngồi cho ngay ngắn hơn. Dưới gầm đi văng có một vật gì trông như đống rẻ lau. Đột nhiên, đống rẻ lau ấy cựa quậy và một con chó săn tai cụp bò ra làm nhộn cả lên. Nó đánh hơi và nhìn Zhivago, đoạn sục sạo cắt xóm, duỗi chân duỗi cẳng, uyển chuyển chẳng kém chủ nó, bắt chém chân vào, rồi lại duỗi ra. Lát sau, theo lệnh chủ, con chó vẫy đuôi chui xuống nằm ở gầm đi văng, đúng như lúc nãy, như một đống rẻ lau. Bây giờ Zhivago mới nhìn thấy khẩu súng hai nòng để trong bao súng, cái túi đạn bằng da và một cái túi xăng nhét đầy chim treo trên móc áo ở trong ngăn toa. Chàng thanh niên đó là một tay thợ săn. Đặc tính của anh ta là nói luôn mồm, với một nụ cười dễ thương, anh ta vội bắt chuyện với bác sĩ. Vừa nói chuyện, anh ta vừa nhìn chằm chằm, đúng là nhìn chằm chằm vào miệng của Zhivago. Giọng nói của anh ta nghe the thế, những lúc lên cao cứ như tiếng kim khí va chạm vào nhau. Lại còn một điều lạ, xem chừng anh ta rõ ràng là người nghe, nhưng lại phát một nguyên âm, cụ thể là âm U, rất kỳ dị. Giọng nghe lướt như âm U của tiếng Pháp hay là âm Y của tiếng Đức. Hơn nữa, âm U đọc sai ấy, anh ta phát ra hết sức vất vả, phải dụng tâm đọc mạnh hơn các âm khác, như phải hét lên một chút vậy. Vừa mở đầu câu chuyện, anh ta đã sáng cho bác sĩ một câu này. Suốt ngày hôm qua, tôi đã bắt được bao nhiêu là chim cuốc. Suốt ngày hôm qua, tôi đã bắn được bao nhiêu là chim cuốc. Thỉnh thoảng, lúc nào anh ta để ý đến giọng nói hơn, anh ta thắng được cái tật phát âm sai của mình, nhưng lúc quên lại đọc như cũ. Cái này là bệnh quỷ gì nhỉ? Zhivago nghĩ thầm, chắc chắn là mình đã đọc thấy ở đâu về hiện tượng này. Một bác sĩ như mình phải biết, vậy mà lại quên đi mất. Một thứ bệnh não sinh ra tật đọc sai. Nhưng cái lối nói xéo léo này nghe thật tức cười, không thể nào giữ nghiêm trang được. Chịu không sao trò chuyện nổi, tốt hơn hết là trèo lên trên kia mà ngủ. Zhivago đã làm vậy. Khi chàng đang sửa soạn nằm giường chim, anh ta liền hỏi có cần tắt nến đi không, sợ ánh sáng làm phiền bác sĩ chăng. Zhivago nhận lời đề nghị với lòng biết ơn. Người bạn đường tắt nến. Tối om, cửa kính vẫn còn để mở nửa chừng. Anh có bằng lòng hạ hẳn cửa sổ xuống không? Zhivago hỏi. Anh không sợ kẻ trộm à? Anh kia không trả lời. Zhivago nhắc lại thật to câu vừa hỏi. Anh ta vẫn im lặng. Zhivago bèn bật xin xét người bạn đường có làm sao không. Chẳng lẽ mới thoáng một cái anh ta đã kịp ra bên ngoài, hay là anh ta ngủ rồi? Lại càng khó tin hơn nữa. Nhưng không, anh kia vẫn ở nguyên chỗ cũ, hai mắt mở thao láo, miệng mỉm cười nhìn bác sĩ đang ngồi giường chim, thòng hai chân xuống. Quay phim đã tắt, Zhivago bật thêm quay nữa, và dưới ánh sáng của nó, chàng nhắc lại lần thứ ba câu hỏi của mình, vì muốn người kia trả lời cho dứt khoát. Tùy ân, anh ta trả lời ngay, tôi chả có gì mà sợ mất trộm, và lại có lẽ không nên đóng hẳn, sẽ khó thở. Thú vị chưa? Zhivago nghĩ thầm, một người thật là kỳ dị. Hẳn anh ta có thói quen chỉ nói chuyện lúc có ánh sáng. Và vừa rồi, anh ta nói rất đúng giọng, chẳng sai âm nào cả. Thật quỷ cũng không hiểu nổi. Bác sĩ Zhivago cảm thấy mệt lử về những chuyện xảy ra tuần trước, vì những xúc cảm trước ngày ra đi. Vì đã phải sửa soạn cho cuộc hành trình và đã phải ngồi suốt từ sáng ở hành lang trên chuyến tàu trước. Chàng tưởng rằng có chỗ nằm tử tế là sẽ ngủ được ngay, nhưng cái mệt quá độ đã làm cho chàng mất ngủ. Mãi đến gần sáng mới thiếp đi được.
bao nhiêu tư tưởng chen chúc trong tâm trí của chàng suốt mấy tiếng đồng hồ rằng dạ ấy là cả một mớ lộn xộn. Song như người ta nói, vẫn có thể sắp xếp thành hai vòng tròn, hoặc hai mối dây lúc cuốn vào, lúc lại bung ra. Vòng thứ nhất là các ý nghĩ của chàng về Tonya, về ngôi nhà và về cuộc sống hòa thuận trước kia. Trong đó mọi sự, cho đến từng chi tiết nhỏ nhất, đều toát ra chất thơ, đều tấn tượng, tấn tình tha thiết và sự trong sáng. Bác sĩ lo sợ cho cuộc sống đó, mong nó được hoàn toàn nguyên vẹn và nằm trên chuyến tàu tốc hành đi ngay. Chàng nóng lòng trở lại với nó sau hơn 2 năm xa cách. Lòng trung thành và sự thắng phục của chàng đối với cách mạng cũng nằm trong cái vòng thứ nhất này. Đó là một cuộc cách mạng theo ý nghĩa mà các tầng lớp trung lưu chấp nhận. Và theo như quan niệm của đám thanh niên học sinh năm 1905, là tầng lớp vốn ngưỡng mộ nhà thơ Bloch. Nằm trong cái vòng thân quen này còn có cả những dấu hiệu của cái mới, những lời hứa hẹn và những điềm báo từng xuất hiện ở chân trời dạo trước chiến tranh giữa khoảng 1912 và 1914 trong lĩnh vực tư tưởng nghệ thuật và vận mệnh của nước Nga, trong vận mệnh của toàn thể dân tộc Nga và trong số phận riêng của chàng Shirako. Sau chiến tranh, chàng mong tìm về và sống lại bầu không khí tinh thần đó, cũng thiết tha như người ta muốn trở về mái nhà xưa sau bao năm xa cách. Đối tượng suy nghĩ của vòng thứ hai cũng là cái mới, nhưng là cái mới khác trước, hoàn toàn khác. Đây không phải là cái mới của chàng, vốn quen thuộc với chàng, hoặc được chuẩn bị bởi cái cũ, mà là cái mới ngẫu nhiên, không thể xóa bỏ do thực tại định trước và đột ngột như một cơn chấn động. Cái mới ấy là chiến tranh với máu lửa và những nỗi kinh hoàng, cảnh bơ vơ và sự man dợ của nó. Đó là những thử thách của chiến tranh và lối sống khôn ngoan mà nó dạy cho người ta biết. Cái mới ấy là những thành phố và thị trấn hẻo lánh mà chiến tranh đưa đẩy chàng tới và những con người mà nó buộc chàng phải tiếp xúc. Cái mới ấy là cuộc cách mạng, không phải cuộc cách mạng được lý tưởng hóa bởi tầng lớp trí thức đại học trước năm 1905, mà là cuộc cách mạng hiện thời nảy sinh từ chiến tranh, lấm máu, một cuộc cách mạng của binh lính bất chấp mọi sự, do những người am hiểu tình thế này, những người Bolshevik lãnh đạo. Cái mới ấy là nữ y tá Lara Antipova bị chiến tranh ném đi, có trời mới biết tới những nơi đâu, với một cuộc đời hoàn toàn bí ẩn đối với chàng. Nàng không trách móc bất cứ ai điều gì. Sự nín lặng của nàng gần như một tiếng kêu than. Nàng ít nói đến mức huyền bí, và nàng mạnh mẽ biết mấy nhờ sự trầm lặng ấy. Cái mới ấy là những cố gắng chân thành và tận sức của Zivago để khỏi yêu nàng, cũng hệt như suốt đời chàng từng cố gắng yêu thương hết thảy mọi người, chứ không riêng gia đình và những người thân thuộc. Đoàn tàu phóng hết tốc lực, gió thổi lồng lộng ngược chiều tàu chạy, lọt qua khe cửa sổ để hở, tạt bụi vào mặt và làm bay bay mái tóc của chàng. Ở các ga tàu đỗ ban đêm, cảnh tượng lại diễn ra y hệt lúc ban ngày. Đám đông ồn ào xôn xao và những cây đoạn xào xạc. Thỉnh thoảng từ trong bóng đêm thăng thẳng có những chiếc xe ngựa chạy tới ga. Tiếng người nói và tiếng bánh xe lọc cọc hòa lẫn với tiếng làng xào của cây lá. Những phút ấy tưởng như có thể thấu hiểu điều gì đã buộc các bóng đêm kia dì dầm trụm đầu vào nhau và thì thầm với nhau những gì bằng cách khẽ lay động những chiếc lá nặng trĩu ngá ngủ, trông như những cái lưỡi dính vết rơm rớt. Đó cũng chính là điều mà Chicago ngẫm nghĩ trong lúc nằm chăn trở ở ngăn giường trên. Ấy là Kitty nói rằng, nước Nga đang dâng lên những đợt sóng ngày một lan rộng, rằng cuộc cách mạng đang bùng nổ với giờ phút khó khăn, kinh khủng của nó. Chắc chắn, nó sẽ đi tới kết cục vĩ đại. Hôm sau, bác sĩ Chicago thức dậy thì quá 11 giờ. Hầu tước, hầu tước! Người bạn đường cất giọng vỗ về con chó đang cầm cừu của anh ta. Zivago ngạc nhiên thấy vẫn chỉ có chàng với tay thợ săn trong ngăn tàu, suốt dọc đường không có thêm ai cả. Tàu qua những nhà ga, chàng đã nghe tên từ tuổi nhỏ. Sau khi rời tỉnh Kaluga, tàu đang tiến sâu vào tỉnh Moscow. Sau khi đã ra ngoài rửa mặt, cạo sâu cẩn thận với đủ tiện nghi như hồi trước chiến tranh, Zivago quay vào ngăn tàu của mình để dùng bữa điểm tâm theo lời mời của người bạn đường kỳ dị. Lúc này,
chàng mới có thời gian để quan sát anh ta kỹ hơn. Điều nổi bật ở con người này là nói luôn miệng và cấm chị ngồi yên. Anh ta thích nói, và điều quan trọng đối với chàng ta không phải sự giao tiếp và trao đổi tư tưởng, mà là chính cái hoạt động nói năng, sự bắt âm cách tiếng và từng âm thanh. Trong lúc trò chuyện, anh ta cứ nhún nhảy trên ghế như trên lò xo, cười ha hả một cách vô cớ, xoa xoa tay một cách thích thú, và khi cả những trò đó cũng chưa đủ diễn tả nỗi vui thích của mình, anh ta còn vỗ đùi trong tét và cười đến chảy cả nước mắt. Câu chuyện lại tái diễn với tất cả những điều kỳ cục như đêm trước. Lời lẽ của tay thử xăng chẳng có mạch lạc gì hết. Khi thì không khảo mà xưng, anh ta thổ lộ chuyện riêng tư. Khi thì lại buông lơi, chẳng buồn trả lời những câu hỏi vô thưởng vô phạt. Anh ta tuôn ra cả một mớ những điều hết sức kỳ khôi và rời rạc về chính bản thân anh ta. Hiển nhiên là anh ta gây được ấn tượng bằng các quan điểm cực đoan của mình và bằng việc phủ định tất cả những gì mọi người thừa nhận. Hết thảy những điều đó gợi nhớ một cái gì quen thuộc từ lâu. Quan điểm cấp tiến kiểu đó được đề xướng bởi những người theo chủ nghĩa hư vô thế kỷ trước, và ít lâu sau bởi một vài nhân vật của Dostoevsky, rồi ngay gần đây bởi những kẻ tùy tục trực tiếp của họ, tức là toàn bộ tầng lớp trí thức tỉnh lẻ nước Nga. Nhờ họ vẫn giữ được ở nơi hẻo lánh cái tính cẩn thận đến nơi đến chốn, trong khi ở thủ đô nó bị coi là cổ hủ và lỗi thời. Người trẻ tuổi kể rằng cậu ta là một nhà cách mạng nổi tiếng, còn cha mẹ thì trái lại, là những người cổ hủ và ngoan cố hết đề cố vãn. Một thứ đầu bò đầu bướm, chính hiệu theo cách nói của anh ta. Gia đình anh ta có một trại ấp gia trò ở một vùng nằm sát mặt trận. Anh ta đã lớn lên ở đó. Cha mẹ anh ta suốt đời đối nghịch với ông cậu, nhưng người cậu không để bụng, thủ oán. Và bây giờ, cũng nhờ ảnh hưởng của ông mà gia đình thoát khỏi nhiều vụ rắc rối. Anh chàng bèn mép nói rằng, về phương diện đức tin, anh ta giống ông cậu, là một tay cực đoan quá khích trong mọi vấn đề liên quan đến cuộc sống, chính trị và nghệ thuật. Lại toát ra cái giọng điệu của Petenka Vekovansky, không phải với nghĩa khuynh tả, mà với nghĩa hổ bại và sáng rỗng. Chẳng anh ta lại sắp thuyết minh về chủ nghĩa vị lai đây. Zivago nghĩ rằng, và quả vậy, chuyện bước sang đề tài các nhà vị lai. Còn bây giờ anh chàng sắp nói về thể thao. Zivago tiếp tục dự đoán về đua ngựa, hoặc về trượt băng nghệ thuật, cúp côn cầu, hay về đánh vật theo lối pháp. Nhưng câu chuyện lại lái sang vấn đề săn bắn. Người trẻ tuổi nói anh ta thường về quê săn bắn và khoe mình là một tay thiện xạ, và là ví tử không bị miễn quân dịch. Không vì bệnh tật thì hẳn là anh ta đã trở thành một xạ thủ cừ khôi ngoài mặt trận. Trước cách nhìn và hỏi của Zivago, anh ta kêu lên. Sao? Chẳng lẽ ông không thấy gì sao? Tôi cứ ngỡ ông đã đoán biết tôi có khuyết tật gì rồi cơ đấy. Đoạn anh ta rút trong túi ra hai miếng bìa cứng và chìa cho Zivago. Một là tấm danh thiếp. Anh ta có cái họ tên đúc là Maxim Aristakovich Rinsov Pogajevsk, hay vắn tắt là Pogajevsk, như người ta vẫn đề nghị gọi như thế để tỏ lòng tôn kính ông cậu cũng mang cái họ đó. Trên miếng bìa kia là một bản kẻ ô, mỗi ô vẽ hình hai bàn tay với các tư thế và các kiểu da ngón tay hết sức khác nhau. Đấy là bản mẫu tự bỏ túi của những người tâm biết. Bỗng chốc, mọi sự trở nên sáng tỏ. Pogarevsk hóa ra là một học viên có năng khiếu lạ lùng của trường Gatterman hay trường Ostrogozhsky, nghĩa là một người tâm điếc đạt đến kết quả khó tưởng tượng trong việc học nói hoặc là phải nhờ tai nghe, mà bằng cách nhìn các cử động bắt thịt ở cổ của thầy dạy, và qua đó hiểu được lời nói của người tiếp chuyện. Nhớ lại cơ cắn của chàng thanh niên và những nơi anh ta đến săn, Zivago hỏi. Xin lỗi anh, tôi hỏi cái này hơi khiếm nhã, trả lời hay không thì tùy ý anh. Nhưng anh có quan hệ gì với nước Cộng hòa Zubusino và việc thành lập nó hay không? Nhưng sao ông lại biết? Xin lỗi, thế ra ông cũng biết Blazeko à? Có, tôi có quan hệ, dĩ nhiên rồi. Cô gà đẹp sức lại luyên thuyên một cách vui vẻ, vừa cười ha hả, vừa lả lớn nghiêng người, hết sang bên phải, lại sang bên trái, và vỗ đùi như điên. Một lần nữa anh ta lại tuôn ra hàng loạt chuyện kỳ dị. Pogarevsk nói rằng Blazeko chỉ là đối tượng sai khiến của anh ta,
Còn Subusino hay bất cứ địa điểm nào khác cũng chỉ là một trong những nơi vận dụng các ý tưởng của anh. Triết lý của Pogorelsky, một nửa bao gồm các luận điểm vô chính phủ, một nửa đích danh là những chuyện phịa về săn bắn. Bằng giọng thản nhiên của một vị thánh tiên tri, Pogorelsky dự đoán sắp xảy ra những cuộc xáo động chết người. Zhivago trong thâm tâm cũng đồng ý rằng rất có thể các xáo động ấy là không thể đảo ngược, nhưng chàng thấy cơn giận sôi lên trước cái giọng thản nhiên quả quyết của gã nhãi danh kia khi hắn tuôn ra hàng tràng những lời tiên đoán. Hượng đã, hượng đã. Zhivago rèn sắt phản đối. Tất cả những chuyện ấy là thế, có thể sẽ thế. Nhưng theo tôi, chọn lúc này giữa tình trạng hỗn loạn và suy sụp trước sự tấn công của kẻ thù làm thời điểm cho những cuộc thí nghiệm kiểu đó thì thật là nguy hiểm. Nên để cho đất nước hồi tỉnh hại và nghỉ xả hơi một chút sau cuộc biến động lớn, rồi lao vào cuộc biến động khác. Cần chờ đến lúc tình hình thật yên ổn và trật tự dù chỉ là tương đối. Ngây thơ quá, Pogorelsky nói. Cái mà ông gọi là sự suy sụp chỉ là hiện tượng bình thường, y hệt cái trật tự yên ổn mà ông ca ngợi và ưa chuộng kia. Những sự phá hoại ấy là một bộ phận sơ bộ và hợp quy luật của một kế hoạch xây dựng lớn lao hơn. Xã hội suy sụp chưa đến mức đầy đủ, phải để nó sụp đổ hoàn toàn. Sau đó, một chính quyền cách mạng thực sự sẽ tập hợp nó lại, từng phần một trên những nền tảng khác hẳn. Zhivago hết chịu nổi, chàng vỏ ra hành lang. Con tàu chạy mỗi lúc một nhanh đang vượt qua vùng ngoại vi Moscow. Chốc chốc, các cánh rừng bạch dương có những ngôi nhà ngoại ô ken sát nhau, lại chạy tới gần cửa sổ tàu rồi vút qua. Những sân ga lộ thiên nhỏ hẹp với khá đông người dân Moscow ra ngoại ô nghỉ mát, bay qua và lùi nhanh về phía sau, lẫn trong đám bụi do đoàn tàu cuốn lên và tựa hồ quay tròn như trên bàn quay ngựa gỗ ở công viên. Đầu tàu kéo hết hồi còi này đến hồi còi khác vang lên rất xa, và tiếng gọi từ rừng dội lại, nghe nức nghẹn âm ấm như tiếng loa. Đột nhiên, lần đầu tiên trong suốt những ngày qua, Zhivago chợt hiểu rất rõ chàng đang ở đâu, điều gì đang xảy ra với chàng, và cái gì đang đợi chàng trong 1-2 giờ nữa. 3 năm, với bao biến đổi, bao điều không hay biết, bao cuộc chuyển dịch, chiến tranh, cách mạng, những cơn chấn động, những cuộc bắn giết, những cảnh chết chóc, những chiếc cầu bị nổ tung, những sự tàn phá, những đám cháy, tất cả những thứ đó bỗng hóa thành một khối trống rỗng, mất hết nội dung. Sự kiện thực thụ đầu tiên sau thời kỳ gián đoạn lâu dài, đó là chàng đang ở trên con tàu chạy nhanh đến chóng mặt, hướng gần đến ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn trên thế gian này. Ngôi nhà mà mỗi hòn đá nhỏ trong đó đều thân thiết đối với chàng. Đấy, cuộc sống là ở đó, cảm xúc là ở đó, mục tiêu săn đuổi của những kẻ tìm chuyện phiêu lưu là ở đó, cái mà nghệ thuật muốn nói tới cũng là ở đó, trở về với người thân, trở về với chính mình, hồi phục sự tồn tại. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak. Chương trình đọc truyện dài kỳ được đăng lại trên hai trang điện tử của Đài Tiếng nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mời
quý vị và các bạn thưởng thức âm nhạc đêm khuya với các chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng, ca khúc trữ tình Việt Nam và nước ngoài, chương trình dân ca nhạc cổ truyền chọn lọc trên hệ âm nhạc thông tin giải trí, sóng FM phủ sóng toàn quốc.